giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong khí oxy? Câu này hoàn toàn lý thuyết thông thường không? Cô sẽ trả lời luôn. Sự cháy trong không khí. Nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Tiếp theo, thứ hai người ta hỏi là và người ta yêu cầu là và tỏa ra một nhiệt độ, một nhiệt lượng thấp hơn đúng không? Ngoài ra thì một phần nhiệt đều là sự oxy hóa đúng không?
sự cháy, sự oxy hóa trong khác nhau. Đó là ở chỗ là sự phát sáng, sự cháy và sự phát sáng. Xin chào tất cả các em, cô là Giang, giáo viên dạy hóa tại Trung tâm Việt Sách. Cô hy vọng rằng những video của mình có thể giúp ích được cho các em trong quá trình học tập bộ môn hóa học. Nếu như thấy thích những video của cô, các em hãy nhấn like, chia sẻ và theo dõi chúng trên kênh YouTube của Việt Sách và trang web học của Việt Sách nhé. Tất cả những câu hỏi thắc mắc hoặc là góp ý phản ánh, các em còn có thể liên hệ với cô thông qua trang Facebook cá nhân hoặc là người mẹ cô đặt phía dưới. Rất vui khi được hỗ trợ và đồng hành các em trong quá trình học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video sau.